À, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tinh Tế. Mình là Minh Đức đây, và trên tay mình đang là Samsung Galaxy Note 10 sau hơn 4 tháng sử dụng. Và trong clip này mình sẽ chia sẻ với anh em lý do tại sao đây là chiếc điện thoại flagship không chỉ trong năm 2019 mà vòng đời của nó còn kéo dài cả năm 2020 nữa. Kỳ thực mà nói thì chắc hẳn là anh em trong vòng 4 tháng vừa qua đã nghe rất nhiều những lời review về chiếc máy này, những lời ca tụng về thiết kế của nó, những phân tích về màn hình của nó, về nút ruồi ở chính giữa, về camera, hay thậm chí là những cái việc mà bút S Pen ở chiếc Note 10 có thể làm được. Nhưng thì cái điểm mà làm mình ấn tượng nhất và khiến cho mình vẫn luôn thích sử dụng chiếc máy này trong số rất nhiều những chiếc máy Android khác mà mình từng được sử dụng trong 4 tháng qua chính là thiết kế của nó. Gần như đây là cái thiết kế hoàn chỉnh nhất trong thế giới Android và hoàn toàn có thể so sánh với lại những chiếc máy cao cấp ở những cái nền tảng khác. Ví dụ như là máy cao cấp của Apple hay là máy cao cấp của BlackBerry hoặc là Nokia chẳng hạn. Bên cạnh cái việc thiết kế gần như là hiếm khi tìm được điểm trừ thì chúng ta còn có một cái cách phối màu mà theo mình đó là top của những cái chiếc điện thoại Android. Đặc biệt là bên cạnh cái việc những cái màu sắc cơ bản thông thường như là màu xanh, màu đỏ hay là màu hồng như mình đang cầm đây nằm dưới lớp kính, thì chúng ta còn có thêm cái màu Aurora Glow, và gần như đó là cái màu vô song, có nghĩa là không có cái thứ hai trong thế giới Android. Và đó cũng theo mình là cái màu sắc mà nhiều anh em sẽ chọn nhất, độc đáo nhất và gần như là không thể tìm thấy ở bất cứ cái chiếc điện thoại nào khác trên thị trường. Nó khẳng định thêm một điều nữa mà Samsung họ đã hoàn thiện những chiếc flagship của nó, xứng đáng được tồn tại là một chiếc flagship trong năm 2019 và cả trong năm 2020 sắp tới nữa. Hiện tại thì mình chưa nghĩ là một cái thiết kế, một cách phối màu nào khác cao cấp hơn ở những chiếc máy Samsung. Tất nhiên rồi, Samsung là hãng luôn cố gắng và luôn đổi mới, thì chắc chắn là trong năm 2020 họ sẽ làm một cái gì đó ít nhất là đẹp hơn chiếc máy này, mình nghĩ vậy. Nhưng mà hiện tại và cả trong năm 2020 nữa thì đây hoàn toàn vẫn là một chiếc máy đẹp. Bên cạnh thiết kế của nó, màn hình của chiếc Note 10 này là một trong những điểm mà mình thích sử dụng nó. Cái yếu tố thứ nhất chính là cách mà Samsung họ tinh chỉnh cái màn hình Liquid quyệt AMOLED. Kỳ thực thì Samsung họ đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tinh chỉnh cái màn hình Super AMOLED về mặt màu sắc, mặt độ chi tiết, về mặt độ tương phản. Và cho tới Note 10 thì chúng ta có một cái chiếc màn hình gần như là thuộc hàng top trong thế giới Android. Và nó không quá rực rỡ, nó không quá nịnh mắt, mà nó được tinh chỉnh theo cái hướng dễ chịu hơn rất là nhiều, đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng trong thời gian lâu. Và ngoài ra thì chúng ta hoàn toàn có thể là cá nhân hóa sâu hơn nữa để phù hợp với lại cái gu màu và cái gu thẩm mỹ của từng người. Mặt khác thì cái kích thước màn hình 6.3 trên một cái chiếc máy như Note 10 là cực kỳ nhỏ gọn và cực kỳ dễ chịu. Tất nhiên là đôi lúc sẽ có những cái giây phút mà chúng ta chạm nhầm vào hai bên màn hình cong, nhưng gần như là những cái giây phút đó nó không đáng kể và cái tần suất xuất hiện không nhiều. Đổi lại thì chúng ta sẽ có một chiếc máy nhỏ gọn, màn hình đẹp, và mình sẽ lựa chọn Note 10 thay vì màn hình 6.8 inch kích thước quá lớn như là trên Note 10 Plus. Và mặt khác thì cái vị trí camera nằm ở vị trí chính giữa, dù là nó sẽ hơi to hơn một chút xíu so với lại cái kích thước camera selfie của Galaxy A51 phiên bản 2020 ra mắt gần đây, tuy nhiên thì đây vẫn là một cách rất là tinh tế và theo mình là dễ chịu khi mà đặt ở vị trí chính giữa. Và trong quá trình sử dụng thì qua thời gian, gần như cái sự xuất hiện của cái nút ruồi ở chính giữa là không còn ảnh hưởng tới cái trải nghiệm của người dùng nữa. Rồi mặt khác thì cái độ phân giải cũng như là mật độ điểm ảnh, mặc dù là có hơi thua kém một chút xíu so với lại Note 10 Plus hay là những chiếc máy màn hình 2K khác, nhưng mà theo mình nghĩ thì đó vẫn không ảnh hưởng quá nhiều tới trải nghiệm của người dùng. Đặc biệt là cái thời lượng pin của Note 10 và Note 10 Plus là ngang nhau, và bất chấp cái việc là Note 10 Plus có dung lượng pin cao hơn rất nhiều so với lại Note 10, và gần như là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng với cường độ bình thường trong suốt cả một ngày dài. Tất nhiên thì nếu mà sử dụng nó căng thẳng hơn, nó nghiêm trọng hơn thì sẽ không đủ, nhưng mà đối với mình, một người sử dụng bình thường ở những cái tác vụ bình thường thì nó là cực kỳ đầy đủ. Và đi kèm với cái thời lượng pin thì tất nhiên sẽ là tốc độ sạc. Mặc dù Note 10 chỉ có hỗ trợ cái khả năng sạc tối đa là 25W, có nghĩa là ít hơn con số mà Note 10 Plus hỗ trợ là 45W. Tuy nhiên thì sạc từ không lên đầy chỉ có khoảng vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ. Trên dưới đâu đó thì khoảng thời gian đó vẫn là cái khoảng thời gian
ngắn chứ không phải là dài đối với rất là nhiều chiếc điện thoại khác. Đặc biệt là đối với một chiếc điện thoại nào đó mà hơn 10 năm rồi mới cho người dùng sạc 25W. Và có lẽ chúng ta đã nói quá nhiều về cái thông số kỹ thuật ở cái ba camera đặt dọc ở nằm một mép bên trái của chiếc Note 10 này. Và kỹ thuật mà nói thì không chỉ là năm 2019 mà cả trong suốt năm 2020 nữa, khi mà chúng ta có trong tay một cái chiếc điện thoại vừa có camera góc rộng bình thường, vừa có camera góc siêu rộng, lại có camera zoom 2x, gần như đã là đầy đủ những món ăn chơi. Và tất nhiên như nhiều chiếc điện thoại khác trên thị trường hiện nay, khi mà điều kiện ánh sáng trở nên quá kém thì việc mà chúng ta chuyển qua chế độ Night Mode trên chiếc Note 10 này để đánh đổi lại cái chi tiết mà chúng ta có được và chấp nhận một số nhiễu ở trên hình là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được về giới hạn vật lý, về giới hạn kỹ thuật của một chiếc camera trên một chiếc điện thoại. Căn bậc 49 của 8.000 tỷ 400, 800 triệu 900 vạn là... À, mình chấm gió đó, chứ thực ra mình không phải là siêu trí tuệ đâu, cho nên mình không có làm được bài toán đó đâu. Tuy nhiên thì mình muốn nói cho anh biết là Book S Pen năm nay cả về mặt ngoại hình lẫn về mặt những cái tính năng của nó luôn tạo nên những cái bất ngờ mới và luôn tạo nên những cái tính năng mới so với những cái chiếc Note trước đó. Và Book S Pen vẫn là một cái giá trị vô song mà một chiếc Galaxy Note có được dành cho người dùng, bao gồm cả từ việc ghi chú, từ việc chuyển đổi văn bản cho tới việc dịch và cả sử dụng nó như đũa phép để làm rất là nhiều trò vui vẻ khác nữa. Thật sự thì chỉ có Note mới có Book, đó là chuyện rất là hiển nhiên rồi và đó cũng là một cái điểm mà giúp cho cái chiếc máy này có thể tồn tại được tách biệt ra hẳn hoàn toàn so với lại cái phần còn lại của thế giới Android. Mặt khác thì sau gần 3 tháng phát hành, cuối cùng thì Galaxy Note 10, Note 10 Plus và thêm nhiều anh em của nó nữa đã được cập nhật lên One UI 2.0. Đó là cái bản cập nhật có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Đó là cái mà không chỉ là anh em Android fan nói chung mà cả anh em Sam fan đã mong chờ từ rất lâu rồi. Chúng ta đã có một cái giao diện được điều chỉnh lại theo hướng tinh tế hơn, gọn gàng hơn, nhiều tùy chỉnh hơn, thừa hưởng được những cái đặc điểm, được những cái ưu điểm về bảo mật, về cách tinh chỉnh của Android 10, bao gồm cả việc là chế độ Dark Mode toàn hệ thống và tự động adapt vào trong rất là nhiều những cái ứng dụng khác nhau. Và ngoài ra thì chúng ta còn có được những cái cử chỉ điều hướng cực kỳ văn minh được tích hợp sẵn vào trong hệ thống và nó cho phép chúng ta sử dụng nó giống như là những cái chiếc máy như là Pixel hay là cử chỉ điều hướng trên cái người đi tiên phong đó là iPhone X. Và mặt khác, đối với những anh em nào đó vẫn cố giữ được một cái tinh thần Sam fan thì tất nhiên chúng ta hoàn toàn có thể chuyển về cái giao diện điều hướng truyền thống là ba nút bên dưới và thậm chí là chỉnh được cái nút back nó hơi ngược đời một xíu nằm bên phải. Và tất nhiên tới giờ phút này sau tất cả những gì mà mình vừa nói thì chắc hẳn là anh em Sam fan hay là anh em Android fan nói chung sẽ rất mát lòng về Galaxy Note 10. Dù vậy thì chúng ta vẫn sẽ có một số điểm mà mình nghĩ rằng là Galaxy Note cần phải làm tốt hơn trong năm 2020 này để có một cái chiếc Note khác hoặc là một cái chiếc máy cao cấp khác trở nên tiệm cận với cái sự hoàn hảo hơn một xíu. Đó là gì? Đó là chuyển từ màn hình 60Hz lên ít nhất là màn hình 90Hz hay là màn hình 120Hz nếu máu cho anh em gamer. Tất nhiên thì cái màn hình với tốc độ làm tươi cao hơn sẽ giúp cho trải nghiệm nó mượt mà hơn, nó dễ chịu hơn, không chỉ là chơi game mà trong quá trình chúng ta vuốt, chúng ta sử dụng, chúng ta đọc cái nội dung thì nó cũng trở nên trơn tru hơn và nó thích hơn. Đó. Và cái thứ hai nữa là tại sao không hỗ trợ sạc nhanh 45W cho chiếc máy này? Nó đáng được hưởng cái điều đó mà. Và thêm một điểm cuối cùng nữa mà mình nghĩ là chắc cũng khó để mà Samsung thực hiện lắm, chính là trả lại cái lỗ cắm tai nghe 3.5. Có thể lý giải rằng là bỏ lỗ cắm tai nghe 3.5 để giúp cho chiếc máy này trở nên mỏng hơn, để giúp cho cái việc chống nước IP68 trở nên kiện toàn hơn. Nhưng mà mình nghĩ thì điều đó nó không đủ để chúng ta bỏ đi cổng kết nối tai nghe 3.5. Tất nhiên thì theo trào lưu chuyển sang toàn bộ Bluetooth không dây như thời điểm hiện tại ở rất nhiều hãng mà khơi mào là Apple, thì cái việc không còn tai nghe 3.5 nữa là điều mà chúng ta nên trách ai đó hơn là trách Samsung. Ok, đó cũng là những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em sau 4 tháng sử dụng với rất nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau với Samsung Galaxy Note 10. Rồi, và cuối cùng thì hãy cùng đón chờ
Gần đây nhất sẽ là Samsung Galaxy S20 với những cái cải tiến hoặc là những cái đặc điểm khác, cũng là một cái chiếc máy được xếp là cao cấp. Ok, còn bây giờ thì mình là Minh Đức đến từ diễn đàn tinh tế.vn. Hẹn lại anh em với những video đánh giá sau.